ngày 29 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Huỳnh Hải, 25 tuổi, ngụ xã Hồng Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, 13 năm tù về tội giết người. Ngoài ra, Hải còn bị xử phạt thêm 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hình phạt là 14 năm tù. Theo cáo trạng, vào lúc 7 giờ ngày 11 tháng 2 năm 2024, Hải sau khi sử dụng ma túy đã đi bộ đến khu vực chợ Cái Nứa thuộc xã Hậu Thành, huyện Cái Bè. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Hải nhìn thấy bé trai tên Tê, 3 tuổi, ngụ xã Hậu Thành, đang ngồi trên ghế đá trước sân nhà thuộc tỉnh lộ 869. Hải bị ảo giác và nghĩ bé Tê là con ma nên đến và ôm bé đi đến kênh mã vô cách nhà bé khoảng 80m, rồi ném bé trai xuống kênh nhằm khiến bé bị ngột nước chết, sau đó Hải bỏ đi. Lúc này, anh Phan Quốc Huy, 30 tuổi, ngụ xã Hậu Thành, là chủ quán cà phê gần đó thấy bé trai dùng dậy dưới nước đã chạy đến hiện trường. Sau khi phát hiện sự việc, anh Huy đã nhảy xuống kênh và giúp được bé Tê đưa lên bờ sơ cứu. Sau đó anh cùng gia đình đưa cháu Tê đến bệnh viện. Hiện bé Tê đã xuất viện và sức khỏe ổn định. Đến ngày 12 tháng 2, công an đã bắt được Hải tại xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè. Hải đã thừa nhận ném bé Tê xuống sông. Mặc dù hậu quả chết người chưa xảy ra, tuy nhiên ý thức của Hải là ném bé Tê xuống kênh cho ngộp nước chết. Việc bé Tê được cứu kịp thời không chết là ngoài ý muốn chủ quan của Hải. Do đó, Hải phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người.